Thì một chút mình sẽ báo cái giá nha, báo cái giá luôn cho cả nhà tham khảo ha. Xin chào cả nhà nhá, xin chào cả nhà đến kênh YouTube của Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà khi mình đến cửa hàng S Honda Tucson nha. Thì địa chỉ S thì ở đối diện của cầu cái tàu hạ đó nha. Thì hướng này hướng về thành phố Vĩnh Long ha. Thì hôm nay mình đến mình quay cái chiếc AB phiên bản 2025 nha cả nhà, phiên bản mới ha. Màu xám đỏ nha, xám đỏ. Hôm nay mình đến cửa hàng S Honda Tucson thì địa chỉ ở số 80 quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hà, Châu Thành, Đồng Tháp, số điện thoại là 02773840668 ha. Đó, đây thì mặt tiền cửa hàng đây nha. Đây thì cửa hàng S Honda Tucson. Xin mời cả nhà theo mình vào bên trong nha. Đây, đây là nhân vật chính ngày hôm nay đi cả nhà. Đó. Cả nhà thấy như thế nào? Thì AB này là AB 160 nha, 160 ha. Phiên bản mới, phiên bản hoàn toàn mới luôn, một còn gọi là phiên bản 2025 đó cả nhà, phiên bản 2025 ha. Đó. Để mình quay cho cả nhà xem. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Mình thấy cái màu xám này kết hợp với màu đỏ thì nó rất là nổi bật hết cả nhà. Rất là nổi bật nha. Đó, cả nhà thấy 160 nè. Cái chữ 160 ở dưới cái ốp bẩn đó cả nhà, ốp bẩn ha. Đó. Cái tem màu đỏ rất là đẹp luôn. À, block 160. Thì động cơ thế hệ mới nha cả nhà. ESP cộng 4 quan thế hệ mới ha. Đó. Thì mình quay một vòng cho cả nhà xem, rồi một chút mình vào chi tiết em nói như thế nào ha, rồi có thay đổi gì không, thì cả nhà thấy em nói như thế nào, có thay đổi gì không ha. Đó, cái mặt thì mình thấy cũng y cũ hết cả nhà. Để mình quay một vòng nha. Đó, mặt đồng hồ đó, mặt đồng hồ ha. Đó. Yên em nói đây. Yên. Rồi, đây là AB 160 màu xám đỏ đen. Nè, cả nhà thấy xám đỏ đen ha. Đây là màu xám, đây là màu đỏ. Đây là màu đen ha, dàn đầu màu đen, còn gọi là xám đỏ đen. Thì phiên bản này mới về. Thì xe mới về mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng xem ha, cùng tham khảo ha. Đó. Nếu mà cả nhà yêu mến kênh mình cho xin một like nha. Và cho xin một cái đăng ký kênh ha. Nếu có gì hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Em nó còn hai kiến hậu luôn ha cả nhà, hai kiến hậu nhìn nè. Chiếc tay ga cả nhà thấy hai kiến hậu, ở nhà thấy ngộ ngộ ha. Đó. Đây. Cái điểm đầu tiên là trước mắt mình nè cả nhà. Đây là cái kẹp phanh ha. Cái kẹp phanh này thì nó ngắn thôi. Nè, để mình kẹp cho cả nhà xem nha. Ví dụ cả nhà có mà đang chạy ở dừng giữa dốc cầu ha, giữa dốc hay là chỗ nào đó, nó có cái dốc đó, xe mình nó hay chật chợt, nó tuột lần sau đó cả nhà bóp này vô ha. Đó, cả nhà bóp vô cái cọc ha. Đó, này là gài luôn nha cả nhà. Đó, nó gài luôn rồi. Thì nó gài luôn thì cái bánh sau cả nhà xem nè. Nó cứ ngắt rồi cả nhà, không có quay được ha. Đó, nó cứ ngắt là mình quay không được luôn. Đó. Rồi. Bắt đầu mình nhả ra nè. Thì cả nhà bóp thắng nó tự nó nhả ra ha. Đây mình bóp thắng nè. Nè, 1, 2, 3. Đó, cả nhà thấy tự nhả ra ha. Rất là hay. Đó. Cái đó là một cái sự an toàn ha, an toàn. Đó là thắng sau nha cả nhà. Còn thắng trước đây. Thắng trước có cái đĩa ABS tích hợp chạy CNC vô trong, dính vô đĩa luôn ha, rất là chắc chắn, nhìn rất là thẩm mỹ ha cả nhà, nhìn nó chất lượng lắm ha. Đó, đây dây cảm biến đó nè. Đây là một con heo dầu Nissin. Thì ở trong camera mình đó, nó tươi nha cả nhà, ở ngoài nó đỏ đô nha, nó đô. Một con heo dầu Nissin kết hợp thắng ABS rất là tuyệt vời luôn. Đây, ABS đây ha. Đây phụ em nói đây.
Đây phụ còn có chấn, cái chấn dầu cả nhà, dầu mới kéo à. Đó ha. Rất là tuyệt vời. Thì phiên bản này có tem xì bọt, tem xì bọt kết hợp màu đen màu đỏ ha. Màu đen màu đỏ rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái nhãn năng, cái đát em nói là cả nhà. Cái đát thì được dán dưới cái mỏ yên ha, mỏ yên chỗ mình ngồi đó cả nhà. Đó. Rồi. Xin mời cả nhà cùng sâu với mình nha. Đây là chân trống, chân trống em nói đây, chân trống điện ha. Cái nhà đá trống mà tắt máy như cả nhà. Động cơ cả nhà thấy mới cáu luôn ha. Sáng bóng luôn, rất là tuyệt vời. Đó, cả nhà thấy không? Nè, dây nè, cảm biến nè. Dây cảm biến ở trong máy nè. Đó, cái máy rất là mới như cả nhà. Đây. Đồ gác chân. Mở ra mở vô nghe rắc rắc rắc. Rất là đã tai ha. Thì đây động cơ em nói đây. Thì vẫn là cái lốc màu đen mờ ha, đen nhám. ABS ha. Xin lỗi. ESB cộng ha, ESB cộng. Rồi. Rất là tuyệt vời. Thì em nói có cái phụt màu đỏ ha. Nè, phụt màu đỏ rất là đẹp đó nha. Rồi sao nhỏ thôi mà rất là khích ha, rất là liền. Ở trên này có cái chụp đầu phụt, chụp đầu phụt. Nhìn rất là chắc chắn ha, rất là thẩm mỹ, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi. Thì để mình qua mấy anh kia mình quay về cái nhà xem. Đó. Rồi mình vô từ cái dàn đầu đi ha. Thì ở bên đây thì thắng, em nói thắng trước ha. Thắng trước là thắng đĩa ABS đó cả nhà. À, bóp rắc rắc rất là tê ha. Ngon. Thì cái nhãn năng lượng có động cơ 160. Đó, thế hệ mới. Thì em nói là 2.19 nha cả nhà, 2.19. 2.19 tức là 2 lít. 2 lít 109 nha cả nhà, chưa được 2 lít 2 ha. Đó. Với một động cơ rất là mạnh mẽ. Thì trên 2 lít thì cũng rất là ok ha, rất là tuyệt vời rồi. Đó, có phụt. Phụt màu đen nhám, màu đen nhám. Mâm thì mâm 5 cây hình ngôi, hình ngôi sao, hình ngôi sao. Rất là chắc chắn ha. Đó. Thì em nói vẫn là bình xăng ở dưới nha cả nhà. Bình xăng để ở dưới này luôn ha. Cái nhà bật lên thì đổ xăng ha, rất là tuyệt vời. Chìa khóa mắc cây. Khóa mắc cây. Rất là an toàn. Đó, phụt á, cả nhà thấy phụt ha. Đây là bô nè. Thì đu bô em nói là cả nhà. Rất là chắc chắn ha. Đó. Thì bên trong là động cơ. Động cơ tối quá mình không thấy. Rồi. Thì mình sẽ qua bên đây mình sẽ dỡ cái yên cho cả nhà xem. Trong cấp yên thì có gì hết cả nhà. Đó. Đây. Thì trước mắt ở ngoài thì cái da yên em nó thì được may hai đường chỉ, một chỉ, hai đường chỉ đỏ nha cả nhà, hai đường chỉ đỏ ha. Màu đen nhám kết hợp với cái màu bạc. Đó. Màu bạc. Đó. Ở sau thì cũng màu bạc ha, cách điệu, cách khoảng. Đó, rất là đẹp ha. Thì cả nhà này yêu thích cái màu xám xi măng. Còn gọi là xám đỏ đen cả nhà, xám đỏ ha. Nè, đỏ nè, đen nè ha. Xám đỏ đen. Đó. Thì mình dỡ cấp yên cả nhà xem nha. Đó. Thì bên trong cấp yên em nói nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thì đây có cổng sao điện thoại luôn nha. Cổng sao điện thoại nè, thứ nhất nè. Thứ hai là đèn sao cốp nha, đèn sao cốp luôn. Ban đêm mình cả nhà dỡ cấp yên ra thì tự nhiên cái đèn này nó sáng lên ha, nó sáng lên cho mình thấy. Mình thấy ở trong cốp mình để mình lấy những cái vật dụng ở trong cốp mình đó, lấy đồ ha, rất là an toàn, rất là hiệu quả. Đó. Thì yên em nói thì có hai tầng nè. Nè, nó có một cái miếng chặn ngang nè cả nhà, nếu mà không thích thì lấy miếng này ra ha. Đó, thì để đồ suông hết luôn. Còn nếu mà cái nào cái nhà phân đồ thì chặn miếng này lại ha. Đó. Để sau mình để những cái đồ khác. Đây chìa khóa em nói nè. Khóa mắc cây. Khóa mắc cây đó, rất là đã ha. An toàn. Thì đây số sườn em nói đây. Số sườn là GL ha, GL. Honda Việt Nam thì GL. Đó. Rồi, mình xin phép mình đẩy yên lên nha cả nhà. Đó. Cốp rất là rộng ha. Một chiếc xe thể thao cốp rộng, động cơ mạnh mẽ như thế này. Thì cả nhà đón coi cái giá em nó bao nhiêu ha. Đó. À, 160 nè. 160 động cơ ESB cộng. Thì AB chạy AB Việt Nam chạy ngon lắm nha cả nhà.
nó ngon hết, nó chắc chắn ha, nó rất là chắc chắn. Rồi thì mình xin vô cái giá ha, cái giá của chiếc AB phiên bản 2025 mới về tại H Honda Thu Vân, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp ha. Thì em nó có giá hiện tại thì mình báo cái giá này giá dao động nha cả nhà, dao động tùy theo thời điểm ha, chứ mình không báo chính xác được. Nếu mà cả nhà thích, thật sự thích thì hãy alo nha, số điện thoại mình để ở đầu video ha, mình đọc ở đầu video alo để mình chốt cái giá đó. Còn không, số điện thoại mình để phần mô tả nữa nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thật sự thích yêu mến xe AB này á thì hãy gọi đi để mình chốt giá, mình đặt cọc ha, để mình giữ chiếc xe lại. Thì xe mới về cả nhà, con chiếc à đó, mới về con chiếc à. Nếu mà nhà nhanh tay thì hãy liên hệ ha. Đó thì làm video nào chia sẻ để cả nhà mình cùng biết sản phẩm nào mới nhé, mới về thì mình quay nó. Thì cả nhà yêu mến kênh mình hãy cho xin cái đăng ký kênh nhé, cho xin đăng ký kênh nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À quên đó, thì em nó có lắc mở động cơ nè, mình quên à, nút đề ha, nút đề này thì không có nút bắt xin nữa cả nhà, nó cũng như vậy thôi, y cũ thôi. Hai nút này thì reset hai cái đồng hồ hoặc đồng hồ điện tử ha, nó rất là tuyệt vời rồi. Thì em nó có giá dao động là từ khoảng 59 tới 64 nha cả nhà, tùy theo phiên bản ha, tùy theo phiên bản màu đó. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha, mình hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau đó. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.